Hello. Xin chào anh em. Thì mấy ngày vừa qua chúng mình đang có suy nghĩ đắn đo là có nên làm phần cuối của series ăn 63 tỉnh thành không mọi người. Nhưng mà chỉ đang là suy nghĩ thôi. Nói chung là em nghĩ là suy nghĩ ấy của anh rất nhiều người sẽ phản đối đấy. Mình cũng nghĩ vậy, kiểu như có rất nhiều người đang mong chờ đến thành phố của mình ấy, đúng không? Đợi từ tập 1 đến tập 4 rồi. Hôm nay tập 5 luôn đấy. Để đợi xem có đến thành phố của mình không. Tự nhiên chúng mình làm quả tập cuối thì chắc hơi hụt hẫng ấy. Không phải hơi mà rất hụt hẫng luôn đấy. Mình nghĩ là sau này rồi tính anh ạ. Mình nghĩ là đây là một trò chơi kiểu ngẫu nhiên ấy. Cho nên là nếu mà ăn hết 63 tỉnh thành ấy thì ngay từ đầu chúng mình bốc thăm làm chi. Chúng mình ăn luôn 63 tỉnh thành từ trên xuống dưới là xong. Đúng. Còn chơi này là chơi theo kiểu tùy duyên đấy. Duyên ngẫu nhiên. Thành phố của bạn nào mà chưa đến thì chắc là chúng mình kiểu chưa có duyên đấy. Người ta gọi đấy là vô duyên đấy. Thôi cứ coi như là tập gần cuối đi. Nếu mà không thấy ra phần nào nữa thì coi như đây là phần cuối. Nào để xem tập ngày hôm nay chúng ta sẽ có duyên với thành phố nào nha anh em. Bây giờ các bạn ngồi khấn đi bác. Xem đến thành phố của mình không. Ở tập trước có quê của Bạch My rồi. Tập này mong là có quê của mình. Anh ngồi khấn đi. Quê của mình có nhiều đặc sản lắm anh em ạ. Ê, nó vơi thì khá nhiều ấy. Mời em. Tập hôm nay cảm thấy căng thẳng thế nhỉ? Sao mà căng thẳng? Tự nhiên anh nói có thể là tập cuối là em căng thẳng thay các bạn. Đầu tiên. Cái gì đây? Cái gì đây? Ồ, Hà Giang. Hà Giang có món gì nhỉ? Lại phải Google thôi anh em. Bánh cuốn chan nè, có thắng cố nè, có tiết canh nè, tiết canh lợn mám nha, thắng dền nè, rượu ngô men lá nè, bánh đá nè, mèn mén nè, bánh tam giác mạch nè. Ôi, nhiều món lắm mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái món nào mà nghe tên nó lạ lạ xíu nha mọi người. Mình sẽ bỏ bánh cuốn chan đi. Bánh cuốn chan này chắc là cũng giống bánh cuốn Cao Bằng mà. Thắng cố rồi thôi à. Thắng cố hình như là làm cho cả pịa đấy. Thôi. Tiết canh lợn là cũng thôi nè. Ăn sợ bị sợ bị sán với cả sợ bị hồng cầu bị nhiễm cái gì đó. Nói chung là chả biết nữa. Cái bệnh đấy là rất nguy hiểm. Nói chung là mọi người không nên ăn tiết canh nha. Rượu ngô này thôi, rượu cũng bỏ nha anh em. Bánh đá. Bánh đá thì nó làm từ đá à? Không, bánh đá nó làm từ gạo tẻ. Cái món này một đợt cực kỳ hot to luôn. Em cũng làm quay to của em rồi luôn. Thế sao em không rủ anh ăn? Nhà tại sao lại không rủ anh ăn nhỉ? Thôi bỏ đi hôm nay ăn lại. Bây giờ chúng ta thử bánh đá nha mọi người. Mình chưa biết món nó như thế nào nữa. Thế đây là bánh đá này à? Vâng. Cũng cứng phết đấy chứ. Em thử ném này em. Sao cái bột nó cứng thế nhỉ? Thì cái này nó là sống anh ạ. Bây giờ mình muốn ăn thì mình phải làm chín nó lên. Đâu xem bao bì kia thành phần là gì cả. Bánh đá đặc sản cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Thành phần là gạo tẻ. Hướng dẫn sử dụng là nhúng lẩu hoặc là xào nấu. Chiên rán. Nó giống tteokbokki Hàn Quốc. Kiểu vậy, nó gần giống đấy, như vậy. Nó cũng ghi là nấu kiểu như thế này. Nhưng mà cái này là của Việt Nam. Thế chiên đi em. Chiên lên để mình cảm nhận. Bây giờ biến nhá, biến này. Còn biến cái gì mà thì chiên đi. A few minutes later. Chen. Thơm phết đấy chứ. Đây là bánh đá chiên nha mọi người, tại vì làm nó nhanh. Đây, quên, đây. Nào, chặt ớt luôn. Thực ra cái này chấm, có thể chấm tương ớt này, chấm sữa đặc này, nói chung là chấm bất cứ cái gì mình thích. Để ăn cái đoạn chưa chấm ạ. Không còn cứng rồi. Em ăn rồi nên là em muốn nghe cảm nhận của anh trước. Ăn như kiểu xôi, xôi rán ấy. Đúng không, giống xôi rán đúng không? Lần trước em ăn em cũng gọi là cảm nhận y xì nhanh luôn. Chấm tương ớt vào á, ăn giống bánh trưng rán. Đại khái là cái này nó chỉ là gạo không mọi người. Nó không có nhân, nó không có nêm nếm gì cả. Nên là nếu mà ăn cái bánh không thì nó nhạt. Chủ yếu cái này ở ngoài khi mọi người chiên lên nhá. Ở ngoài dễ giòn, ở trong nó dưới đảo nó giòn lắm. Cũng ngon á. Nhà anh nghĩ anh sẽ thích món này hơn là anh ăn thắng cố á. Tuy món này nhạt nhẽo nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ chọn ăn món này giữa món này với món thắng cố. Bởi nhưng mà mình sợ cảm giác ăn pịa. Nhưng mà cái này ví dụ như có đĩa thịt nướng bên cạnh là hợp bài rồi đúng không? Nói chung là vẫn ok. Món này chiên lên ngon. Mình không biết là khi mà mình nấu chế biến theo kiểu tteokbokki thì nó sẽ còn ngon hơn đến mức nào. Nhưng mà đúng là ăn nó khá giống tteokbokki Hàn Quốc này. Cho này 7.5 đi. Mình cho 8.5. Tại vì mình thích ăn những cái đồ kiểu dẻo dẻo như này. Màu vàng đi. Thế em. Quá, cái gì mà nhiều chữ này. Bình thường.
Bình Thuận à? Bình Thuận, quê hương thứ hai của mình anh. Thật ra không phải quê hương thứ hai mà là thấy đi du lịch Bình Thuận nhiều ấy mọi người. Trêu nên là trêu vậy. Thì mình biết Bình Thuận có nước mắm. Ừ, nước mắm Phan Thiết, bánh quay vàng hay còn gọi là bánh bột lọc Phan Thiết đó. Lẩu thả này. Có hải sản. Hải sản thì cắt ở nơi biển thì có hải sản nhỉ. Nhưng mà nói chung là để nói cái món mà lần nào mình đi Phan Thiết, Bình Thuận mình cũng ăn thì đấy chính là bánh quay vàng hay gọi là bánh bột lọc đó mọi người. Đúng rồi đấy. Mặc dù là chúng mình đã ăn rồi nhưng mà mình tin chắc là ở đây ấy, nhiều bạn chưa ăn. Chúng mình sẽ ăn để cho mọi người biết cái món đấy nhỉ. Ok. Ok. Bánh bột lọc Phan Thiết Bình Thuận ở ngoài Hà Nội mình cũng có một món bánh bột lọc nhưng mà cái giao diện nó khác nhá. Thứ nhất là nó phải to gấp 3 lần cái bánh này. Thứ hai là ở trong nó có sẽ có nhân thịt rồi mộc nhĩ với cả một ít tôm kiểu xào xào rồi gói vào trong thôi. Mình sẽ ăn kèm như nước mắm chua ngọt loãng loãng pha loãng loãng hoặc là ăn kèm nộm bò khô các thứ đấy. Còn cái này chỉ có mỗi một con tôm bên trong thôi nha mọi người. Để xiên lên cho anh em xem. Đấy, bánh này nó chỉ nhỏ nhỏ bé bé thôi. Nó đúng có một con tôm bên trong rồi. Người ta sẽ rắc thêm ít hành phi này, mỡ hành. Và quan trọng nhất cái này khác nó là người ta sẽ ăn với kiểu mắm nó hơi kẹo kẹo ấy mọi người. Thôi ăn đi. Ngon nhỉ? Ngon quá. Không thể nào mà cưỡng nổi. Đi Mũi Né lần nào thì mình cũng phải ăn cái món này. Ngon lắm. Cái bánh nó dẻo, nhân tôm người ta có nêm nêm gia vị rồi. Xong rồi cái nước mắm nó mặn mặn ngọt ngọt, rồi hành phi nó thơm, rồi thêm ít mỡ hành béo béo ngậy ngậy đó. Nói chung là tuyệt vời lắm. Mình định ăn hết cái đĩa này luôn đấy nhưng mà thôi để bụng ăn món khác nữa. Bình thường ấy, Bình Thuận ấy thì chúng mình ra biển chơi. Ở dọc bờ biển ấy rất nhiều người bán rong cái bánh này. Anh em mà có đi biển ấy thì ghé lại ăn thử xem. 8.5 9.5. Tại vì em thích ăn món này lắm. Ngon đến mức đấy rồi. Ngon mà. Để anh bốc tiếp nha. Em đi. Để bốc đi. Xanh à? Xanh. Xanh dùng cái áo em. Ui, ui, cái gì đây? Đồng tháp. Ồ, Đồng Tháp có cái gì ta? Ta phải Google thôi. Có bánh xèo này. Bánh xèo cao lãnh nhá. Hủ tiếu Sa Đéc. Hủ tiếu Sa Đéc là sao? Thì ở cái vùng Sa Đéc ấy. Có bánh tằm bì Đồng Tháp này. Nem Lai Vung. Nem Lai Vung là nem gì? Là tên cái nem hình như là Lai Vung đấy là tên vùng hay sao ta? Chuột đồng quay lu thôi. Nhắc đến chuột đấy hơi ghê ghê á. Thôi. Bây giờ mình gọi món lạ lạ đi. Bánh xèo thì thôi này. Hủ tiếu thì cũng thôi này. Cái gọi nem Lai Vung đi anh. Nem Lai Vung nhá. Anh thử đọc xem là tại sao gọi là nem Lai Vung đi. À, đây là vùng Lai Vung. Ừ thì em bảo là một vùng đấy. Em đoán đúng mọi người ạ. Ui. Chúng ta đã có nem Lai Vung trên tay. Đấy, địa chỉ Đồng Tháp luôn nè. Giống quảng cáo. Cái hình dáng của nó nhìn rất là béo múp nha mọi người. Còn hồng hồng nữa. Ừ, nó không giống kiểu nem chua Thanh Hóa đâu. Đây, xem đọc thành phần nào. Thịt heo 70%, da heo 20%, gia vị 9%, phụ gia 1%, không chất bảo quản. Có một đặc điểm của cái nem này, vẻ bề ngoài rất khác với những loại nem khác. Đó chính là họ sẽ không cuốn bằng lá chuối. Thế là bọc bằng túi ni lông luôn này mọi người. Nó hồng lắm mọi người ơi. Ừ. Trông nó hồng cực luôn ấy. Đây, có một cái lá, không biết lá ổi hay lá gì ạ. Em thử nào. Nem ngọt à? Ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt, nó chua nhẹ thôi. Nó ngọt ngọt, toàn giòn. Ơi ngon nhỉ. Cái này phải chấm tương ớt. Không thấy chua gì cả. Nó chua dịu lắm luôn ấy. Cái này phải gọi là nem ngọt thì đúng hơn nem chua. Ôi, xin lỗi anh em Đồng Tháp chứ mình thấy món này nó không hợp với mình anh em. Mình thì thấy vẫn ngon nhưng mà để gọi là thích thì mình vẫn thích nem chua hơn. Nem này là nem ngọt rồi. Nhưng mà ăn thì vẫn ngon thôi nha. Đại khái là mình sẽ chấm cho cái này 8 điểm theo khẩu vị của mình đi. Mình chấm 6.97 đi. Thế là mấy? Thì 6.9 làm cho lên 7. Sorry anh em Đồng Tháp, chắc là do không hợp khẩu vị mình thôi, còn sẽ hợp khẩu vị người khác. Mình thấy vẫn ngon, chỉ là mình thích cái vị chua nhiều hơn. Cái này nó hơi ngọt. Cái này mình không thấy chua nhiều, mình thấy nó ngọt nhiều quá. Cái này mình cảm thấy không hợp với mình thôi. Em nghĩ cái này ấy, kiểu mình sẽ trộn kiểu gỏi, xoài, sùng các thứ cho vào lẫn là nhiều hợp. Đúng không? Lần này để anh đi em ơi. Thôi được, em sẽ nhường anh. Từ nãy giờ em bốc những màu gì rồi, màu cam, màu vàng, màu xanh. Thế bây giờ anh chọn xanh lá cây đi. Xanh lá cây là ở đâu đây? Cái gì đây? Phú Yên. Ui, thề với mọi người là mình chưa ăn bất cứ một món nào của Phú Yên luôn. Anh cũng không biết có món gì. Mình còn chưa đi Phú Yên bao giờ luôn. Google em. Có cơm gà Phú Yên nè, bún mực nè, bánh hỏi lòng heo, bánh canh hẹ. Bánh canh hẹ là bánh gì? Tức là bánh canh và chỉ có rau hẹ thôi. Hả?
Không biết, đây kia em thấy nó có cả chả hay sao ấy. Bò một nắng nè, bánh phu thê Phú Yên nè. Thôi, anh nghĩ là chúng mình nên ăn thử bánh canh hẹ đi. Em có thích món đấy không? Đã ăn bao giờ đâu mà thích. Mình nhìn hình ảnh này là thấy nó có khá là nhiều rau, nhiều hành. Đấy là hẹ đấy anh ạ. À, chưa? Vâng ạ, mặt phun mặt đấy là hẹ luôn, mình gọi là bánh canh hẹ. Ok, thử món bánh canh hẹ nha mọi người. Ok. Nóng rồi. Xin mời. Ui. Bánh canh hẹ. Trong này có chả cá. Chả cá này, có món cá tươi. Tươi nữa. Luôn. Trứng cút. Và đặc biệt là rất rất nhiều rau hẹ nha mọi người. Ở dưới là bánh canh. Dưới sợ bánh canh này. Để mình thử nước dùng nhá. Cái đây là hành là... hành hay hẹ vậy? Hẹ khác hành á, nó cùng họ với hành nhưng nó bé hơn. Nồng mùi hẹ luôn này. Nói chung là món này chắc là chấm chỉ đến những ai qua được hành đúng không? Những nước dùng ngon đấy anh em ạ. Mình sẽ chấm thử chả cá này. Nói chung là Phú Yên là một nơi mà mình nghe đồn là đồ ăn rất rẻ. Ngon á. Thử miếng cá sống nữa. Sẽ cá sống. Cá tươi nhỉ. Anh phải ăn thử cái sợi bánh canh đi. Món này mình cho 8,5 điểm. Anh còn chưa ăn bánh canh mà. Không, thấm nước dùng mà cả topping là thấy ngon rồi. Cái sợi bánh canh này trông nó cũng hơi lạ lạ nhỉ. Nó không quá to nhá, nó vuông vuông. Bình thường bánh canh nó phải tròn tròn đúng không? Cái này bánh canh vuông. Vuông vuông. 8,5 điểm. Cái sợi bánh canh này nó hơi dai hơn cái sợi bánh canh trong Sài Gòn một tí nhỉ. Ngon đúng không? Bao điểm? Nó chả ngon nhỉ. Mình thích ăn hành hẹ lắm nên là kể cả nhiều hẹ nữa mình vẫn ok la nên mình sẽ cho 9 điểm. Ngon đấy, ngon thật đấy mọi người. Ngon. Ngon ha. Ngon thật, ngon. Anh em đến Phú Yên nhất định phải thử một lần. Nào, tiếp tục nha mọi người. Điên tiếp theo. Thôi lại quay lại màu cam nhá. Nào, ứng cử viên nào đây? Mình mong đến quê mình lắm rồi đấy. Hải Dương. Meet Ren. Hải Dương. Chắc đến Hải Dương ấy, khu vực miền Nam này mình không biết. Nhưng mà ngoài miền Bắc ấy, chắc chắn ai cũng biết. Bánh đậu xanh Hải Dương. Lên luôn anh em ơi. Lên luôn. Bánh đậu xanh dầu vàng. Đặc sản Hải Dương đây nhá. Chuẩn đấy. Anh biết gì không? Cái món này đã từng gọi là bị người nước ngoài cho vào top những món ăn dở đấy. Thật sự là nếu mà nói về món này ấy, phải chục năm rồi mình chưa ăn. Đặc biệt là hồi nhỏ mình ăn rất nhiều. Quay lại tuổi thơ nè. Đấy, mình không nhớ là gần nhất mình ăn món này là năm bao nhiêu tuổi luôn ấy. Rất lâu rồi. Gói nhìn đẹp nhỉ. Chưa cần mở ra thấy mùi đậu xanh thơm phức rồi. Cái này là phải nhẹ nhàng nha mọi người. Ôi, nó sẽ vỡ mất. Vẫn hình dạng của nó quen thuộc. Truyền thống cổ truyền không lẫn đi đâu được. Bây giờ mình sẽ lấy một viên mà cho vào mồm mình ngậm. Yo. Để cảm nhận từ tối rồi. Cho vào mồm ta luôn mọi người. Hả? Nhưng mà lâu không ăn ngon ha. Hương vị nó chả khác gì hồi nhỏ anh ăn. Vẫn cảm thấy ngon. Nhưng mà anh sẽ không lựa chọn nó để ăn thời điểm bây giờ. Em nghĩ là nó sẽ hợp với những lúc mà kiểu mình tự nhiên mình thích kiểu ngồi chiêu chiêu nhâm nhi một món gì đấy ăn vặt mà kiểu không cần nhai nhít nhiều ấy. Làm thêm một ly trà nữa. Hợp lý đúng không? Cái này mình sẽ không chọn làm bữa ăn vặt, cũng không chọn làm bữa ăn no. Mà cái này sẽ là bữa ăn nhâm nhi ấy. Bữa ăn để giao lưu trò chuyện. Đấy. Đúng rồi. Rồi ăn mấy cái kiểu như này rồi đánh cờ đó. Cái món này mà người nước ngoài người ta định chọn dở là rất là sai nhá. Chẳng qua người ta không biết ăn thôi, không biết cách ăn thôi. Còn biết cách ăn thì nó sẽ ngon. Đúng không? Cũng khó nhỉ. Dở thì không phải dở mà ngon thì cũng ngon. Ngon nhưng mà không phải kiểu mình sẽ đi lựa chọn để mua ăn ấy. Không phải ăn thường xuyên được. Mấy điểm này ở khó nhỉ. Thôi, 7 điểm. 7,5 đi. Lúc nào em cũng chấm cao điểm hơn anh nhỉ? Tại vì em là người dễ tính ẩm thực anh ạ. Nhưng mà tại vì nó không dở để mình phải trừ điểm nhiều á. Chẳng qua là nó không phải là cái món ăn nhiều được thôi. Thôi anh cũng 7,5. Ok. Mọi người đến Hải Dương thì cũng nhớ thử món này xem. Bởi vì mình thấy là một khi đã đi du lịch ấy, đến thành phố nào mà có một món ăn nổi tiếng ấy cũng phải nên thử. Anh em ở ngoài Bắc thì chắc ăn nhiều rồi. Và anh em ở trong Nam mà kiểu có đi du lịch qua Hải Dương ấy thì nên thử một lần nhá. Còn nếu mà đi du lịch mà trời nắng các kiểu ấy thì hãy liên hệ Homie để mua những chiếc kính râm thời trang như chúng mình đây. Ê, quả cua này hơi gắt nha. Quả cua này em hơi bất ngờ anh ạ. Này cực kỳ là chống nắng, chống chói nha mọi người. Cái này hợp với em hơn nè, áo em màu xanh thấy không?
đi du lịch là hơi bị tuyệt vời luôn. Anh em muốn sắm những chiếc kính như chúng mình thì hãy liên hệ Homie Shop nha mọi người, có thể mua ở trên Shopee, Facebook hoặc là ngay ở cái video YouTube mà chúng mình gắn luôn rồi. Ok, mọi người có thể mua qua website Join Me nhá. Màu vàng đi. Được. Vàng. Ê. Quảng Trị. Cái tưởng Quảng Trị. Tí nó gì đến quê mình rồi. Đến quê mình rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em rất nhiều món luôn. Tìm hiểu về Quảng Trị cái đã mọi người. Giới thiệu về du lịch ẩm thực Quảng Trị. Cháo vạc giường. Bánh khoái. Bánh khoái. Tức là sướng à? Bánh sướng. À lạ chắc ăn xong là sướng. Lại còn bún nghe. Bánh khoái rồi còn bún nghe. Thịt trâu lá. Trơn là trơn rồi đó gì? Trơn. Bánh tu huyết. Ê chỗ này toàn một cái tên là buồn cười nhỉ. Thôi bây giờ chúng mình ăn bánh sung sướng đi. bánh khoái. Bánh khoái này, mình chưa biết hình dạng nó như thế nào. Chưa chưa. Bánh khoái đây anh em. Ê sao nhìn nó cũng giống bánh xèo nhỉ. Ừ. Nó có cái này khác này, cái chén nước chấm này trông lạ này. Nước chấm nha mọi người, không biết làm từ gì luôn. Trông như kiểu tương bẩn đi. Xem, à nhân khác rồi anh ơi. À, bên trong có tôm, trứng cút. Trứng cút, giá, cũng đấy là cũng gì? Cũng là thịt. Không thịt, phải, thịt nó như kiểu mọc mọc ấy. Thì rất là thịt viên đấy. Ừ, hãy ăn thử mới biết được giống hay không. Rau này. Rau sống này, đồ chua này, xoài này, dưa chuột này. À, nếm thử món bánh sung sướng nha mọi người. Anh xé đây. Đây, mình xé được không? Ừ. Sao? Nó là cái tương ở chấm bánh đúc lạc anh ấy. Đây là đầu tiên mình thấy ăn bánh này với cái nước tương này luôn á. Thế là có hợp không ta? Ăn cũng hơi giòn nhưng mà nó không giống bánh xèo đâu khi mà chấm vào đây. Tại sao người ta lại gọi là bánh khoái ta? Ăn xong sướng rồi. Nếu mà ví dụ như bây giờ ăn đói đúng không? Ăn no là sướng lắm, thích món nào là sướng. Thế bây giờ mình sẽ ăn theo kiểu đầy đủ full topping nhá. Chứ là không, này cuốn sao ta? Ừ, sao nhét được vào một thôi, cố nhét đi em. À. Đúng không? Không giống bánh xèo đâu. Chấm cái này vào là nó khẩu vị nó khác hẳn luôn á, nó thành một cái món khác luôn. Sao lại thành món khác? Vẫn là món này mà. Không, ý là kiểu nó món khác hẳn với bánh xèo mình hình dung ấy. Ăn cũng hay mọi người. Cũng ngon. Cái vỏ bánh này nó dày hơn bánh xèo một tí. Thật ra mình cũng không biết đánh giá về cái bánh này như thế nào. Mình thấy là nó cũng không có quá đặc sắc ấy. Mình thấy đặc sắc nhất là cái tên thôi. Không, em phải đặc sắc anh ạ. Cái nước chấm này lạ. Tại vì bình thường ấy, em hình dung là cái tương này người ta để chỉ chấm với kiểu thịt này. Hoặc chấm bánh đúc thôi. Chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ chấm với cái món mà kiểu có rau cuốn các thứ như thế này. Thì anh đang chấm với cái bánh này nè. Thì anh thấy bánh này không có quá lạ đối với anh ấy. Cái vỏ bánh nó cũng giống như bánh xèo. Hình dạng cũng hơi giống. Nhân thì cũng giống. Quan trọng là cái tay nghề làm bánh của cái cửa hàng này như nào thôi. Nhưng mà cũng ngon. Ừ, ngon. Ăn nó thành một món khác luôn nha. Lạ. Mình cho 7.8 điểm. Sao nó lẻ vậy trời. 8.5. Lúc nào em cũng phải hơn điểm anh thôi. Được rồi, tí nữa anh sẽ cho em chấm điểm trước. Anh kém thì khó chịu luôn. Mình nghĩ là món này nên là món cuối rồi, ngán ngán rồi ấy. Như tập trước mình có nói, nếu mà mình làm quá nhiều món thì đánh giá nó sẽ không được công tâm ấy. Đúng, nó chỉ nên ở mức độ vừa phải vừa đủ thôi thì cái món ăn nó mới ngon được. Món cuối nha mọi người. Nào, món cuối là món gì đây? Trời ơi. Thôi lại đến màu xanh đi, để anh cho. Đợi em lâu lắm. Em ra định bảo là em nghĩ chắc là mọi người đang hồi hộp lắm. Vừa nhắc là Quảng Trị xuyên lên đúng quê mình thì lần này quê mình thật anh em. Ông bà độ đấy. Mình cũng biết là Quảng Ninh có rất nhiều món rồi mọi người. Nhưng mà bây giờ mình sẽ để trai Quảng Ninh giới thiệu cho mọi người. Google cho nó cụ thể. Bởi vì Quảng Ninh mình ấy là tỉnh lớn nhất Việt Nam, làm tỉnh đầu tiên có 4 thành phố. Ừ, công nhận. Có rất nhiều thành phố ở đấy cho nên sẽ có rất nhiều đặc sản. Bây giờ mình phải Google đi. Trong top 10 này có chả mực Hạ Long này, gà đồi Tiên Yên này. Ê, Tiên Yên là quê mình nha mọi người. Tiên Yên là một thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đặc sản của quê mình ấy có gà rất là ngon. Ừ, công nhận gà Tiên ngon thật. Có hải sản tươi này, rượu mơ đặc sản Quảng Ninh, chả rươi Đông Triều, cà sấy Quảng Ninh, khâu nhục Tiên Yên. Ôi, cái thị trấn của mình nhỏ đã có 2 món đặc sản trong này rồi. Bây giờ mình sẽ chọn cái món mà top đầu ở Quảng Ninh đi. Cái món mà khi mà nhắc Quảng Ninh thì sẽ nghĩ ngay đến món này. Đó là món chả mực Hạ Long giã tay nha mọi người. Kiểu như cái con mực ấy, người ta sẽ không phải cho vào máy mà người ta sẽ cho vào một cái cối xong rồi cầm cái chày này giã. Chắc đấy là một phần cái món này nó nổi tiếng là vì thế đúng không? Ừ, nhưng mà anh nghĩ là không nên giã tay đâu. Tại sao? Bởi vì năng suất nó không được cao ấy. Nhưng mà nó tay, ngon. Cho máy cũng không thể xay được mà. Nhưng máy nó sẽ bị nhuyễn quá, nó sẽ không thành còn nguyên cái miếng mà. Thôi má ơi, má có biết sản xuất đâu, má đánh giá như đúng rồi ấy.
Xin mời anh em thưởng thức món chả mực giã tay hay máy, mình cũng không biết nữa. Cái này là mình đã chiên rồi nha. Lúc mua về thì chưa có chiên thì nó kiểu màu trắng trắng trong trong như không phải trong mà nó trắng trắng như màu của con mực ấy, chiên lên thì nó mới màu vàng như này. Thì thật ra món này mình ăn cũng nhiều ấy. Cho em ăn trước đi. Xin mời. Người nhìn này, thấy là nguyên kiểu mực không? Cái màu mực này ngon lắm. Kiểu ăn nó không bị bột ấy, ăn nó kiểu rất là mực thật đấy mọi người. Nó không kiểu bị trộn bột nhiều ấy. Nó giữ được cái độ kiểu giòn giòn của cái mực tươi ấy nhỉ. Nhờ về Quảng Ninh mình nghe mình cũng ít ăn món này á. Mình chủ yếu là mình ăn hải sản với cả ăn ốc với cả ăn thịt gà. Nói chung cái này người ta sẽ kiểu mua mang đi làm quà nhiều. Khi mà mọi người về Quảng Ninh á, mọi người ăn tiệc này, ăn cỗ cưới này, cỗ đám ma này, hay bất cứ loại cỗ nào ấy, cũng sẽ có món này nha mọi người. Nhưng mà cũng ngon mà, ngon thật. Cái này không phải quê mình chấm điểm cao nhá. Nhưng mà mình sẽ chấm cho món này 8,5 điểm. Ơ em tưởng anh bảo anh cho em chấm trước. Thôi anh chấm 8,5 rồi. Xem nào. Em đang phân vân giữa 8,5 và 9. Thôi 9 đi em, lúc nào em muốn hơn anh mà. Thôi được. Vẫn 9 à? 8,8. Mình cũng không biết chê cái điểm gì cả, chẳng qua là không chê gì. Mình thật sự là mình cũng không muốn đánh giá gì thêm cái này. Mình cũng không biết miêu tả thêm bởi vì nó không có gì để miêu tả mọi người. Còn về chất lượng ấy thì cảm thấy ăn khá là giòn nha. Ăn nảy ấy mọi người. Phải mực tươi thì nó mới làm được cái chả giòn ngon như này đúng không? Còn mực mà kiểu ươn cái thứ là ăn dở ngay. Ươn thì hỏng còn đâu. Nếu mọi người có dịp về Quảng Ninh ấy thì nhớ tìm đến món này ăn thử nhá. Hoặc là mọi người có thể tìm đến ở gà đồi Tiên Yên, khâu nhục Tiên Yên. Tiên Yên mình quảng cáo quên mình quá. Quên mình thì quảng cáo sao? Thôi. Ăn xong rồi miếng này no luôn đấy. Thì tập ngày hôm nay kết thúc ở đây mọi người. Như lúc đầu mình có nói ấy, là mình không biết là phần này đã phải phần cuối hay chưa, nhưng mà cứ gọi là phần tạm cuối nha mọi người. Tạm. Thì bạn nào mà chưa thấy đến thành phố của mình ấy, thì coi như là chúng ta ít duyên. Hẹn vào một cái dịp nào đó chúng ta sẽ thưởng thức còn hơn 20 thành phố, hơn 20 tỉnh và thành phố nữa mọi người. Cho nên là lần sau cố gắng tìm món gì ở mấy cái thành phố ăn. Biết đâu lần sau mình đến tận nơi mình ăn sao. Đúng không? Nếu thấy hay thì cho chúng mình một like, một subscribe nha. Chia sẻ luôn thì càng tốt. Và đặc biệt là nếu muốn mua những chiếc kính như mình này như em bắt gì rồi thì hãy liên hệ Homie Shop nha anh em. Ok. Còn bây giờ thì bye bye, bye.